Xin chào tất cả mọi người, đội chúng tôi là Lê Vũ Lâm, Ngô Kim Nguyên. Ngô Kim Nguyên, trước khi đến với phần thuyết trình thì tôi xin kể về cái sự tích của trái bí ngòi. Ngày xưa ở trong một vùng núi nọ. Ủa, là nữ hay nam thuyết trình ạ? Hai người yêu nhau rất là thắm thiết, nhưng mà cha mẹ ngăn cản. Một ngày nọ, hai người nắm tay vào một vùng đất riêng để tự lập nghiệp. Sau đó hai người lụm những cái hạt giống, gieo trồng, tưới nước, cầu cho mưa thuận gió hòa. Thế là ông trời thương cho mưa thuận gió hòa. Thế là